Tiếp nối thành công năm 2019, triển lãm quốc tế Beauty Care Expo 2020 do công ty cổ phần APEC, Hiệp hội Dược Việt Nam phối hợp tổ chức được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực cho chuyên ngành làm đẹp được tổ chức ngay trong những ngày đầu năm mới. Beauty Care Expo năm nay có sự góp mặt của hơn 100 công ty đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền y học thẩm mỹ phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Israel, Việt Nam, v.v. Với các sản phẩm trưng bày giới thiệu chuyên về làm đẹp như mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, spa thẩm mỹ, sản phẩm chăm sóc tóc, móng và các phụ kiện, xăm thẩm mỹ, v.v. Trong thời gian diễn ra triển lãm, chương trình kết nối giao thương Beauty Business Matching đã thúc đẩy các cuộc gặp gỡ có hiệu quả giữa các nhà nhập khẩu, nhà phân phối tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng, mở rộng mạng lưới kinh doanh cũng như chia sẻ kiến thức doanh nghiệp. Theo ban tổ chức, với quy mô và lượng khách tham quan, triển lãm đã chứng tỏ hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực cho các nhà thiết kế vẻ đẹp Việt sáng tạo phát triển và cạnh tranh với thương trường quốc tế.